Thịt bò là một trong những loại thực phẩm phổ biến trong đời sống. Nó vừa ngon, bổ dưỡng mà lại không hề gây béo. Nhưng nếu chúng ta quanh quẩn với các món xào, hấp, tái thì rất dễ tạo nên cảm giác nhàm chán. Trong những dịp đặc biệt như năm mới, ngày cuối tuần, chị em nội trợ có thể đổi vị cho các thành viên trong gia đình các món ăn khác nhau từ thịt bò. Trong đó, các món như thịt bò sốt rượu vang, thịt bò bít tết, gân bò om dưa là ưu tiên cho thực đơn đổi vị vì nó vừa ngon vừa lạ. Thịt bò thì nó rất chi là nhiều chất đạm, nhiều chất vitamin. Các cách chế biến thì cũng rất đơn giản mà cũng nhiều cách khác nhau tùy sở thích của mọi của gia đình ăn. Các món ăn của bò thì rất ngon và rất bổ dưỡng. Bò sốt rượu vang là sự lựa chọn cho những người thích thưởng thức thịt bò theo phong cách phương Tây. Món ăn này là sự kết hợp giữa vị thơm, ngọt, đậm đà của thịt bò tới chín và vị ngọt, hơi cay của rượu vang. Nguyên liệu của món ăn này gồm thịt bò, hành tím, rượu vang, chút bột mì hoặc bột năng, bơ, gia vị, mắm muối, hạt nêm. Làm, sốt, lột vỏ rồi cắt hành tím, bật lửa vừa, xào hành tím với 20g bơ nóng chảy khoảng 2-3 phút, rắc bột mì vào đảo, rót rượu vang vào. Bột nêm bò hòa với khoảng 200ml nước rồi đổ vào, nấu lửa lớn chung với rượu vang trong khoảng 10-13 phút đến khi thành nước sốt hơi sệt là được, nhấc xuống cho lá cần tây vào. Thịt bò rán chín, rắc muối, hành lá cắt nhuyễn và tiêu bột lên trên. Cho thịt bò vào đĩa, đổ sốt đã nấu lên trên hoặc bên cạnh. Món ăn này ăn kèm với khoai tây chiên sẽ rất ngon và hợp. Nhiều người sẽ nghĩ bò sốt rượu vang là món ăn sang chảnh, nhưng thực tế không phải như vậy. Đây là món ăn dễ làm, dễ ăn và nguyên liệu cũng rất dễ mua. Nó phù hợp với tất cả các bà nội trợ. Như trong chương trình ngày hôm nay thì tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn món thứ nhất là món bò sốt rượu vang. Và các cái nguyên liệu thì như các bạn đã biết đấy là thịt bò thăn tươi, ngon. Và cái cách chế biến thì cũng rất đơn giản, không cầu kỳ cả. Mà cái tiêu chuẩn chính của bò thì là mình rán bò vừa tới, không được khô quá, không được chín quá, bò vừa tới, mềm mà ăn rất ngon mà rất nhiều chất đạm. Nguyên liệu bò sốt rượu vang thì gồm có nguyên liệu chính là thịt bò, gia vị đi kèm theo là có rượu vang này, tiêu xanh muối này và khoai tây, rồi mới một chút hạt lên và một chút hạt tiêu.